Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Đây mọi người ơi, đây buổi ăn trưa của mấy bé nè. Một son bự thế này. Bữa nay Trọng cho nó ăn bữa ăn hơi ngon ngon á. Là trong đó có gà. Gà với bò, gan bò, đầu gà. Với cộng thêm hai cái hộp pate mà bên hổm của chị Lan Đồng có gửi về cho Trọng mấy hộp pate, Trọng chưa dám cho ăn. Thế để dành á, bữa nay Trọng mới đem vô cái phần trộn trong phần cơm này hai hộp. Đây, bữa nay có ăn đồ Mỹ nha mấy đứa ơi. Sợ tấm mày khét con này mới được. Sắp hàng đợi ăn, không có đứa nào mày được ăn trước. Ok, mấy đứa này phải. Ê, không, cái cây đâu rồi nè, biết này gì không? Bàn tay nè, trái táo nè. Anh Trọng chưa cho ăn là không được ăn ha, không được ăn, đứng nhìn. Chừng nào bới ra ăn. Nuki là mỗi lần nó ăn là nó sủa, nó muốn ăn thịt mình á. Thơm quá, tại có ba tỷ gan trong này, có đồ hộp. Ê, nhặt không có ăn ha. Biết rồi từ anh cho thôi. Được nè, hay không được, ăn phải được, ăn là phải trật tự nha. Không được đứa nào mà anh biết là đói rồi đó. Trời ơi nó kìa. Đừng chưa ăn nha. Rồi ăn đi xuống ăn đi, anh không có la đâu. Ăn đi lúc kia xuống nè, lúc kia anh chăm thêm đồ ăn nè. Xuống ăn đi. Sủa cái gì? Đây nè, dấu. Xuống ăn đi. Nhảy đi nó xuống. Nè luôn. Lục tiên xuống ăn. Xuống ăn. Trời ơi. Tự nhiên bữa nay đứng trên đó. Anh cho lúc đi đói luôn. Tự nhiên lên đó làm gì trên đó? Nè, một bên lên đây nè. Nè. Không được ăn trong này. Ăn đây. Thôi nè. Ăn trong này lửa hết thịt sao được. Nè, có tỷ tỷ thì ăn riêng được. Tỷ tỷ nó ác lắm. Đây. Nè bóp ăn chung với Nhật nha, bóp chung lượm nha. Đó. Mọi người biết không, ăn mà để nó trên này nè là ngày mai nó làm lừng ngay hả. Nó tưởng nó là đại ca, nó làm lừng ngay. Bữa nay kẹt lắm mới cho Loki lên đó đó. Đây hai đứa nè. Chứ mình cho nó ăn mà nó lên nó là đã làm lừng lắm. Quá trời quá đất đồ ăn luôn. Nè, cho Nhật ăn nữa, không có sừng cái lông lên. Mỗi bữa cho nó ăn là phải tranh giành nhau đó mọi người. Đóng cửa lại luôn. Ăn xong là ngủ trưa chứ không cho đi chơi nữa. Đi chơi từ sáng giờ rồi. Một son cơm đầy luôn á. Son cơm đầy. Như bữa nay là 2kg đầu gà, 1kg gan. Cẩu đầu cổ gà là 1kg, 2kg. Gan là 1kg. Với 3 cái hộp mà ở bên nước ngoài gửi về. Trong đó cái mùi rất là pate luôn. Pepsi nó no rồi. Lucky ăn thêm đó. Bữa nay thôi, duy nhất một bữa nay thôi nha. Chứ anh không có thích lên đó ăn đâu. Lên đó ăn rồi là nó tưởng là đại ca hả. Là ngày mai là nó
ngày mai là nó chảnh liền. Kỳ vậy đó. Nhà này nó có cái tật con nào mà cho ăn riêng đồ á là nó tưởng nó là VIP, nó chảnh với mấy con kia liền. Ăn là chuẩn bị nước, ăn uống đàng hoàng, xong rồi anh sẽ xịt nước lại lần nữa cho nó sạch sẽ thì ngủ. Ngủ chưa thì nó cho ra chơi nữa. Hai ba ngày nữa anh có một cái món quà đặc biệt để dành cho mấy bé nha. Thiệt. Quay mạnh cái coi. Hai ba ngày nữa là chồng sẽ làm cho mấy bé một cái món quà đặc biệt quý vị. Thì cái niềm mơ ước của chồng bấy lâu nay á, chắc khoảng 1-2 ngày nữa thì chồng sẽ làm cho mấy bé một cái món quà nhỏ nhỏ, là một cái chỗ tắm 5-7 mét vậy đó, nước lên chừng vài tấc tới đầu gối, cho nó xuống đó nó quậy chơi. Chứ bây giờ nó quá trời nó mê nước rồi, từ hồi tắt cái ao này nó mê nước lắm. Ăn cho hết. Không lùng ha, lùng của em kìa, ở trên đó không có gì đâu, nó ăn hết thịt rồi, còn có cơm không thôi, không có cái gì đâu mà mấy em phải nhìn lên đó. Nguyên một xô, ăn hết đi, tập trung ăn cho nó hết, liếm luôn, liếm cơ, liếm dĩa luôn. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9 một con nghỉ ăn nằm trong 10, trong nhà 2 con. Tại vì dạo này bà tỷ tôi trời ơi, nó ăn cái bụng nó như có chữa. Tỷ dạo này hung dữ quá nên là chọn cho nhặt. Ủa xấu xí chứ, chọn cho xấu xí ở bên trong, ở với bò, cho nó tâm sự với bò chút. Ồ cái bụng nè mọi người, ăn đi, anh có nói gì đâu, anh chỉ nói cái bụng em đẹp mà. Ồ gái mà bụng bự gì đẹp đó nha. Lượm nó, gái ăn lứa mà cái bụng gì nè là đẹp, đẹp gái. Cái mô đen bây giờ là cái body là phải dòng eo con cóc. Ăn hết đi, gom ăn hết, bỏ phí nha, bỏ là phí lắm. Tiền bạc không, gạo thóc không, ăn như nè. Bữa nay ông này quá béo rồi. Đấy, lần sau nha, bữa nay là anh tha nha, không có được lên giạc đòi ăn. Lên giạc đòi ăn rồi là cứ làm cái giọng là tứ mình đại ca, là hôm sau là chảnh ngay à. Anh không thích gì đâu. Xuống ăn chung với mọi người cho nó đàng hoàng lịch sự. Đây, nước nôi anh chuẩn bị rồi. Đó, bây giờ anh sẽ dội cái nhà lại lần nữa cho nó sạch sẽ, nó mát, rồi mình ngủ. Nè, bây giờ còn cái gì qua đây liếm nha. Còn chút đỉnh thì qua đây liếm. Ăn trên đây nè. Còn có tí xíu cơm, ăn tí nữa hết, chỉ liếm sạch anh mới rửa. Bây giờ phải rửa nhà cho nó lần nữa mọi người ơi. Nó có ăn đổ tháo quá nên là phải rửa cho nó sạch, để chắc chưa nó nằm. Có con nằm xuống đất, có con thì nằm ở trên nè. Ai làm gì làm á mọi người, lượm này, nó vẫn còn ăn say đắm rồi. Bụng bự lắm rồi, mập lắm rồi. Ăn thì chưa bao giờ được ăn. Đi ăn chỗ khác rồi. Ok, đi ăn chỗ khác cứ gặp nước là mình cứ sang vô rồi. Mấy ngày nữa tao làm cái hồ đó, tha hồ xuống đó chơi. Tao làm xong mà không xuống chơi thì mắc dịch với tao. Bình thường thì gặp nước thì dọc, mốt tao làm cái chỗ cho dọc nước đó thì không dọc thì lúc đó thì được, tao đánh nha, bắt xuống dưới. Cứ thích làm ngược ý không à. Đây, nó cứ thích làm nghịch ý mọi người. Nó giờ đang dọn nhà cho nó ngủ, cho nó mát, sạch thì nó lại nó dọn nước nè. Thích cái gì, thích thì xịt trên ông luôn. Ồ nè, nè lại đây nè. Ồ thấy chưa, xịt lên mình Lucky nè.
Trời ơi, đứng yên luôn, nóng quá. Nóng quá mà. Ồ, đứng yên. Nóng, nó không chịu được nóng mà mọi người. Con này là chịu nóng dở lắm. Trời ơi. Đứng yên luôn trời. Được chưa? Mát chưa? Còn đòi hỏi gì nữa? Chó người ta gặp cái vòi nước. Thôi nè, ăn uống xong rồi còn cự cãi nhau gì nữa. Có đứa nào đói đâu. Ăn no là tao chưa ăn đó cho mấy mày biết. Tao chưa nấu cơm cho nó kìa. Sáng giờ anh Duy anh đi công chuyện ơi quý vị. Anh đi quay cái gì đó. Mà chồng ở nhà. Mà chồng còn chưa nấu cơm cho chồng ăn nữa. Mấy đứa này nó còn hành hạ nữa. Trời ơi, con nào muốn tắm ra đây. Con này vẫn còn phái, vẫn còn muốn tắm. Vẫn còn nóng. Nè. Ăn xong rồi có người lo cho tắm, rồi cho ngủ. Mấy mày sướng cha rồi, sướng như chó vậy. Chải đi, chút anh lấy cái đồ chải lông anh chải cho. Sướng chưa? Mà không có ngày nào cũng xịt gì đâu nghe không? 2-3 ngày tôi xịt cho một lần nha, xịt hoài bệnh nha. Bệnh nữa không ai mà chị không được à. Trọng xin được phép Avia nha mọi người. Vô nấu cơm ăn cái ơi. Lo cho mấy nó. Ăn uống no nê đó, chỗ ngủ sạch sẽ. Chiều cho nó ra nó quậy tiếp. 2-3 ngày nữa thì chồng khởi công, chồng làm cái chỗ cho nó chơi, nó tắm. Bye bye tất cả mọi người, bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Nhớ ủng hộ kênh chồng nha quý vị. Dạo này cái kênh nó bị mất tương tác quá, quý vị xem nhiều nhiều vô. Với cho chồng nhiều nhiều like. Ai có chơi Facebook hay Zalo hay có các cái mạng xã hội khác thì chia sẻ giúp cho chồng nha. Ủng hộ chồng với ủng hộ mấy bé. Bye bye tất cả mọi người.